lò có độc chất ở trong quần áo của Trung Quốc. Quần áo, vải sợi Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, nhưng chưa được kiểm soát về chất lượng và độ an toàn. Mới đây, Tân Hoa Xã đưa tin, nhà chức trách Thượng Hải đã phát hiện chất amin thơm có thể gây ung thư trong một lô đồng phục học sinh của công ty Âu Hà Thượng Hải. Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của công ty này để điều tra và yêu cầu học sinh ở 21 trường tiểu học và trung học địa phương tạm ngừng mặc đồng phục do công ty Âu Hà Thượng Hải cung cấp. Thông tin này làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng, độ an toàn của quần áo, vải sợi Trung Quốc vốn đang tràn ngập thị trường Sài Gòn. Tại các chợ chuyên bán vải như Tân Bình ở quận Tân Bình, Soái Kinh Lâm và Thương Xá Đồng Khánh ở quận 5, lượng vải nhập khẩu lấn át hàng nội địa cả về số lượng lẫn mẫu mã. Một người bán hàng cho biết hầu hết các loại vải thun, voan, cotton đều là hàng nhập từ Trung Quốc. Tại Thương Xá Đồng Khánh, các loại thun trơn, thun bông đều được giới thiệu là hàng nhập. Hỏi hàng Việt Nam, các chủ sạp giới thiệu vài loại giá khá rẻ với màu sắc đơn điệu, mỏng và dễ bị nhầu. Với nguyên phụ liệu may mặc, hàng nhập khẩu cũng chiếm số lượng lớn. Có rất ít sản phẩm do Việt Nam sản xuất như chỉ, nút bấm, nút nhựa. Các loại nút vải, họa tiết trang trí bán với giá khá cao được giới thiệu nhập từ Đài Loan, Trung Quốc. Không chỉ có hàng may sẵn mà ngành may mặc trong nước phải nhập khẩu ít nhất 70% nguyên liệu từ nước ngoài, nhiều nhất là từ Trung Quốc. Ngoài ra, một số các siêu thị, mặt hàng may mặc thời trang được giới thiệu là của các nhà cung cấp trong nước, nhưng người mua không thể biết được đâu là quần áo may trong nước, đâu là sản phẩm của các cơ sở, lấy hàng của Trung Quốc về, gắn mác Việt Nam rồi đưa ra tiêu thụ.